Rồi em chào bà con nha Nay ngày 31 tháng 7 2024 ha Nó nay em lên số máy rẻ bèo luôn Đó, Quá trời rẻ luôn Cho bà con coi có gì mua ủng hộ em ha Bên em bán thì theo mã số thứ tự nha à, Mua mã số máy thì nói em ha Rồi đầu tiên là cây 460 nè Cây này cây Apple nếu chính nha Nó bị đớm màn hình Em bán rẻ luôn có 300k ha Xài được hai sim 4G bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha Cảm ứng thì xài bình thường luôn đó, máy móc ok full chức năng bị đớm ở trên đây miếng nữa, ha không ảnh hưởng gì mấy cảm ứng là xài bình thường luôn pin thì tốt wifi đầy đủ ha đó, máy móc ok full chức năng ha tại sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha hai sim luôn máy móc ok luôn ha 300k mã số là 460 nha ở bên em bán thì có cọc nha ai mua thì cọc em cái cạc việc theo 50 hàng trăm cọc cộng trăm em sẽ bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạc việc theo á sau đó cào ra xong rồi điện lại cho em ha đọc mã của cạc đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại em ship ha thì cọc thì em sẽ trừ ra ha đó, cộng trăm em sẽ trừ ra bao ship cho con luôn mã số là 460 nhân 300k ha rồi 461 nè 461 là cây Vivo 1606 nha cây này bị đớm ha đó, em bán rẻ luôn cây này có phay đi luôn đớm nhẹ trên đây miếng không ảnh hưởng gì mấy ha cảm ứng người xài bình thường full chức năng luôn <laughs> Đó, cảm ứng xài bình thường, full chức năng luôn, máy móc ok full hết hết Đó, xài được 2 sim luôn nha, một thẻ nhớ luôn. Máy móc ok luôn có 300k rồi nha, Android 6.0 luôn nha. Đó, em bán có 300k mã số là 461 nha. Đó, máy móc ok, màn hình zin màn zin, wifi này kia đầy đủ, pin thì tốt, máy móc ok luôn ha. Rồi, cây này 300k mã số là 461 nha. Rồi 462 nè. Cây này cây Galaxy uh, Galaxy S4 ha. Galaxy S4 ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm Cây này em bán có 350 000 màn hình Super AMOLED, không nứt, không bể, không gì hết. Full cây riêng nguyên cây pin thì tốt lắm ha. coi cây này có hồng ngoại luôn nha. Đó, có hồng ngoại luôn. cây này giữ tới giờ là cũng ghê gớm, màn hình đẹp luôn, Super AMOLED luôn nha. Đó, em bán giá có rẻ bèo có 350 000 350 000 mã số là 462 350 000 nha. Rồi cái 463 nè, cây Oppo Neo 9 nhân RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 5 chấm ha. Đó, à, cây này em bán có 350 000 xài được hai sim 4G màn hình full chức năng ghi nguyên cây luôn. Ghi toàn hết toàn bộ luôn nha, full hết toàn bộ luôn. Tại sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó ứng dụng em tải sẵn ha. đầy đủ ứng dụng ha. wifi này kia đầy đủ ha. Đó, à, em bán có 350 000 mã số là 463 nha, 350 000 ha. Hai sim 4G nha. Rồi mã số là 464 ha. Cây này cây F Play Apple Apple ha cây Apple S9 nha nó học online tốt mà. Android nó 8 chấm luôn nha cây này cũng bán 350 được bỏ được 2 sim 4G luôn ha mã số là 464 nha 464 ha máy này cũng là riêng nguyên cây full chức năng luôn đó, Tải sẵn ứng dụng vô con luôn nè ứng dụng em tải sẵn luôn nè nó đầy đủ ứng dụng ha Bên pin thì tốt lắm máy máu ok luôn nha máy chạy cũng mạnh ha tương đối ok nè đó máy máu ok luôn ha đó, full chức năng luôn, xài được hai sim luôn, sạc hết trên đầu ha. Cây này 464 nha, 350 ha, 350 Android 8 chấm nha. Đó, cây này cây này tên của nó là M40 Pro nha. Đó, 1 2 3 4, 5 6 5 4 camera gì đó. Cây này hàng nhái của nào không biết ha. Đó, ở trong máy để là RAM 12, bộ nhớ 512 GB. Android 10 chấm, Cây này xài được hai sim em bán nghe gọi ha, 350 nha, 350 mỗi số là 465 nha, 465 ha. 350 nha. Nó vuốt lên mở khóa ha, tải sẵn ứng dụng nè, ứng dụng em tải sẵn cho bà con rồi ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, dung lượng nè. 512 GB. Đó, 512 nè. Dự dập máy móc ok luôn ha. Ở máy ghi sao em ghi như vậy nha. Đó, cây này em bán có 350, bán nghe gọi bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha đó pin cũng tốt lắm wifi này kia đầy đủ ha, em tải sẵn ứng dụng luôn ngồi chơi mấy cái game của em tải không cũng lợi nữa đó, máy móc ok full chức năng ha đó, tải đầy đủ ha pin thì tốt lắm rồi 465 300 gửi nha rồi 466 luôn cây này Galaxy A300 nha A300 nguyên khối màn hình Super AMOLED nha. Đó, xài được hai sim ha RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 400 chưa đủ tiền màn hình nữa, 400k nha. Mã số là 466 nha. Đó, 466 màn hình Super AMOLED luôn. Đó, nhỏ gọn đã lắm, vừa tay nó nhẹ hiều, nó còn nhơ nguyên khối hồi đó là nó là A3 với A5. Với A7 là nó nhơ nguyên khối đầu tiên ha. A3 cây này là nhơ nguyên khối đầu tiên màn hình Super AMOLED. Nó chọt hai sim ở đây nha. Đó, bán có 400k, mã số là 466, 466 riêng nguyên cây full chức năng nha Rồi 467, 467 là Galaxy Z500 nha, nó hơi ám nhẹ, học online tốt, Android 6 chấm nha Em bán 400k, riêng nguyên cây full chức năng, màn hình riêng mang riêng hết, toàn bộ luôn, xài được 2 SIM 4G luôn nha Mã số là 467 nha, 467 cây này riêng hết toàn bộ luôn máy Android 6 0 luôn nó tải sẵn ứng dụng cho bà con pin thì tốt pin rời luôn ha xài được hai sim luôn vỏ thì cũ rồi năm tháng mà hình đẹp nha máy móc ok full hết toàn bộ luôn nha nó 400k mở số là 467 nha 400k ha rồi 468 rồi cây Nokia 2 nha RAM 2 bộ nhóm 16 Android nó 7 0 nha em bán có 400 xài được hai sim 4G luôn ha full cây riêng nguyên cây luôn nha À, cái nắp sau nó nó hơi nó, nó bị gãi mấy chấu nên nó không có sát gì mấy ha nhưng mà đường cái màn hình real main real hết toàn bộ máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn máy này uh, của thằng Nô ha tải sẵn ứng dụng hết luôn nè nó ứng dụng máy móc ok full ha đó, à, vô cài đặt lướt cũng ok lắm ha đó, à, Android 7.0 luôn nha Android 7.0, Gam 2, buổi nhớ 16 ha Android 7.1 máy móc ok Nô 2 luôn ha đó, máy móc ok pin thì trâu lắm khỏi nói cây này pin trâu lắm ha rồi cây này em bán 400 nha mã số là 468 nha 469 nè 469 hơn cây cây Asus A007 nha đó gam 2 bộ nhớ 16 anh rồi nó 6 chấm luôn nha đó anh rồi 6 chấm luôn em bán có 400k xài được 2 sim 4g chọc sim ở đây ha màn hình không nứt không bể không gì hết luôn em bán có 400k nha mã số là 469 nha <laughs> Đó, màn hình riêng luôn, máy mạnh lắm, tải sẵn con cá lội luôn thấy rồi, máy mạnh lắm ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, ứng dụng nào cũng tải sẵn hết toàn bộ ha. Để sim nghe gọi hai sim 4G luôn là lợi, ha, có 400k. Mã số là 469 nha, 469 ha. Rồi cái 470 nè, cái Oppo A51W luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5.2 xài được hai SIM 4G có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này học online tốt luôn em bán có 400k ha, 400k màn hình riêng luôn, Man riêng hết đồng bộ luôn. Máy móc ok full chức năng, cũ qua 5 tháng thôi. máy móc ok luôn tải sẵn ứng dụng vô coi luôn. Đó. Máy móc ok full hết luôn, pin thì tốt lắm, wifi đầy đủ luôn, có hồng ngoại luôn nha. em bán có 400k mã số là 470 nha. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc vì theo hay là chuyển khoản em 50 hay 100 gì đó cộng 100 em sẽ bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá liền mua cái cạc Viettel á cái thẻ nạp tiền á 100 hay 50 gì đó rồi cọc qua cho em đọc mã số của cái cạc đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại em ship ha tiền cọc em sẽ trừ ra nha mã số là 470 nha 400k rồi 471 nè cây này cái Asus Z010D ha cây RAM 2 bổ nhiêu 16 anh rồi nó 6 chấm nha đó em bán có 400 cây này pin trâu như con bò luôn pin trâu lắm ha đó xài được hai sim luôn nha nó trâu lắm nặng kịch à. đó em bán có 400k rồi 6 chấm luôn em bán có 400 ha. mã số là 471 nha. 471 ha. màn hình full hết toàn bộ máy móc full hết riêng hết toàn bộ luôn nha đó máy móc ok luôn tải sẵn ứng dụng cho con luôn pin thì tốt lắm ứng dụng em tải sẵn hết luôn ha nó đầy đủ ứng dụng ha máy móc ok full hết đồng bộ luôn đó em bán rẻ bèo có 400k mã số là 471 nha 471 400k nha rồi cây 472 nè cây này cây Galaxy S5 RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn nha Android 6 chấm có đo nhập tim có hồng ngoại luôn nha đó à, hình super mullet luôn em bán có 450 nha đó, 450 mã số là 472 nha 472 có 450 nha. màn hình super mullet luôn đó ứng dụng em tải sẵn luôn đó ứng dụng tải sẵn luôn máy móc ok full luôn pin thì rời luôn dễ thay dễ sửa dễ xài luôn nó có remote này ha bấm vô hồng ngoại này chỉ vô như trường hình này kia rồi bấm được hết ha rồi mã số là 472 nha 400 rưỡi nha rồi cái 473 nè cái này cái Redmi Note 5 nha đó RAM 3 bộ nhớ 32 Android 8 chấm cây này thì chuyên về chơi game nhân liên quân wifi bê nha chơi từ tất cả loại game nó mạnh lắm nha còn những cái ứng dụng như Zalo Facebook tiktok thì, thì lướt không thấy đường nha đó cây này em bán có 500k đó, à, nó hơi bị đớm một một miếng em bán có 500 ha. găng tay một chạm có hồng ngoại ha. xài được hai sim 4G luôn mã số là 473 x 500k ha. Đó, à, mua giá 500 cái mình về mình chơi game thôi, cũng lợi nữa máy móc má ok màn hình riêng luôn cái đốm này vài bữa cũng mất luôn hết luôn tại vì nó không phải là chỗ này nó bị tức chứ không phải là chỗ nứt nứt nó bị nó mới lâu còn 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 ví dụ như bị tức mà bị vài bữa nó hết ha đó, máy móc ok, full chức năng, tải sẵn ứng dụng luôn Chơi tất cả loại game đã luôn Game được hết luôn, bữa bự hơn mà giờ hơi bớt bớt rồi đó Chứ bữa như đớm nó bự hơn tối chính Đó, một vài bữa nó tự động hết Cái này 500k nha Mà gam 3 cũng nhớ 32 á, 8 nha Mà số là 473 nha, 473 ha <laughs> Rồi cây 474 cây này cây uh, V, 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 1 Plus V, 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 đó, cây này ram 3 bộ nhớ 32 Android nó chín chấm luôn nó ram 3 mà Gà, camera kép này, găng tay một chạm luôn em bán có 500k ha 500 mã số là 474 x 500k ha nó máy móc ok tại sẵn ứng dụng luôn máy móc ok luôn ha nó ứng dụng em tại sẵn luôn lội con cá luôn đó máy móc ok luôn ha ừ. full chức năng đó, rồi cây này em bán 500 nha, 500k ha, mã số là 474 nha, 500k ha. Rồi cây 475 nè, 475 là cây uh, Apple A71 nha, Apple A71 RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, em bán có 550 nha, 550.000 nha, mã số là 475 nha, 475 có 550.000 rồi nha, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn, Android 7 chấm luôn. cây này như em bán lộn giá cây này đâu bán giá này kệ okay, lỡ ha 500 rưỡi nha máy móc Ok full chức năng ha đó tài sản ứng dụng luôn ha máy móc Ok luôn rồi cái này em bán 500 rưỡi nhưng mã số là 475 nha rồi 476 nè cây cây Redmi Note 3 ram 2 bộ nhóm 16 Android 6 chấm nha cây này mạnh dữ lắm nó vậy chứ nó xài được 8 nhân mỗi nhân 1 h 8 dân tay một chạm cây này ram bộ nhớ nó ram nó vậy chứ xài được 8 nhân mỗi nhân hai hết nó rất là mạnh luôn nha tại sẵn dụng luôn pin thì tốt máy móc ok có hồng ngoại xài có găng tay luôn máy nó mạnh lắm hàng này thì không có so được với người khác nhưng mà nó mạnh lắm ra cây này em bán năm trăm rưỡi nha mở số là bốn bảy sáu nha chơi được game luôn nha găng tay một chạm có hồng ngoại luôn máy thì tám nhân mỗi nhân hai hết mạnh cực kỳ luôn ha 1 hết 8 hay hết gì đó nó xài lần 8 nhân đó à, ta 6 nhân hơn 1 hết 8 ha nó mạnh cực kỳ luôn xài một lượt luôn rất là mạnh rồi cây uh, 477 nè cây Apple A57 nha Apple A57 RAM 3 bộ nhớ 32 Android 6 chấm luôn nha đó em bán 600 nha cây màu đen 600 hơn mã số là 477 nha đó máy móc ok full chức năng nha đó máy móc ok full chức năng riêng okay, nguyên cây luôn cây này mà riêng hết toàn bộ luôn máy móc má ok full hết tải sẵn ứng dụng luôn pin thì tốt lắm máy còn mức rượt ha à. nó găng tay trên nút hôm luôn ha rồi cây này em bán 600 nhân xài được 2 sim 4g luôn em bán giá 600 mã số là 477 nha rồi cây 478 nè cây 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 đếm sửa lại cây Galaxy Note 4 nha RAM 3 bộ nhớ 32 Android 7 chấm nha nó em bán 600 nha mới cáo luôn đẹp ha đó còn đẹp luôn ha đó em bán có 600k màn hình Super OLED luôn á có đo nhập tim luôn nha có hồng ngoại luôn nha đó, mã số là 478 nha cũng còn đẹp ha có cái viết luôn màn hình Super OLED luôn không ám ố không gì hết luôn máy đẹp ken luôn trắng nõn như ngọc trinh luôn đó tải sẵn ứng dụng luôn nè đó. đó máy móc ok tải sẵn ứng dụng luôn có hồng ngoại luôn đo nhập tim luôn có cái viết luôn ha đó mã số là 476 478 nha 478 có 600k nha rồi cây okay, iPhone 6G ha. Nó bị nứt miếng tí nị ha. Miếng, miếng tí nị ở đây ha. iPhone 6G ha. Nghe gọi tốt 16 g ha quốc tế ha. Cây này em bán 650 nha, mã số là 479 nha, 650 ha. Máy này hồi đó mua mắc lắm, giờ em bán rẻ bèo ha. Ờ, tải sẵn ứng dụng ha. Ai muốn tải thêm thì gắn tài khoản vô tải ha. Rồi ai gắn tài khoản vô tải ha Máy móc ok luôn Bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha Em bán nó 650 nha Mã số là 479 nha Rồi 480 nè Cây này cây Redmi Note 5A Brim ha RAM 3 Bộ nhớ 32 Android 7 chấm Cây này RAM 3 nha Mạnh lắm nha Găng tay một chạm nè Chuyên về chơi game lứt Tất cả các loại game liên quân wifi về up luôn ha Game mạnh luôn ha Em bán có 700k nha Mã số là 480 nha À, 480 nha máy này mạnh lắm 700 là cho bỏ vô chơi game là tất cả các loại game luôn ha máy này sẽ mạnh lắm 8 nhân mỗi nhân hay hết nữa mạnh lắm rồi cây này em bán có 700 ha mã số là 480 nha 2 sim 4g có hồng ngoại luôn nha rồi cây 481 này. 481 là Vivo 1 uh, X20A Vivo X20A RAM 4 nhân 64 RAM 4 64 rồi 8 chấm có găng tay một chạm xài được hai sim 4G luôn màu đỏ đẹp ha em bán có 750 mã số là 481 nha nó 464 luôn màn hình Super AMOLED luôn máy đẹp ha nó mạnh nữa lắm máy móc ok luôn tải sẵn con cá luôn nó đẹp cực kỳ luôn ha full chức năng luôn ha đó, máy móc ok luôn, em bán 750 nhưng mã số là 481 nha, 481 ha. Rồi cái 482 nè. Cái này cây iPhone 6s nha, iPhone 6s bị đốm ha, màn hình miếng ha, được cái màn hình riêng quốc tế full chức năng luôn, có găng tay đầy đủ ha, máy sạch sẽ, 64 GB. Cây này em bán có 800 rồi nha, 800k mã số là 482 nha. 482 nó bị đốm đang miếng ha có găng tay luôn nha đó, ai muốn tải sẵn ứng dụng nè có ai muốn tải thì gắn tài khoản vô tải ha đó, máy móc ok luôn ha màn hình riêng luôn máy móc ok full hết luôn đó em bán 800 nha mã số là 482 nha 800k ha rồi 483 nè cây cây Realme 2 Pro nha. Realme 2 Pro RAM 4 bộ nhớ 64 Android nó 10 chấm nha găng tay một chạm camera kép nè hai sim 4G luôn đó, em bán 800 nha, 800k mà số là 483 nha. 483 ha, gam 464. Đó, máy móc ok full hết tính năng luôn. Đó, màn hình đẹp luôn, riêng luôn nha. Màn hình riêng luôn tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con ha. Màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng luôn à. Đó, cái này full hết toàn bộ luôn. 800k RAM 464 luôn ha. Mã số là 483 nha, 483 nha. rồi cây 484 nữa. 484 là cây do ZO... VV Max Joy 3 VS Max Joy 3 RAM 464 Android nó 10 chấm 3 camera luôn găng tay một chạm pin thì trâu như con bò sạc một đuôi taxi xài 2 sim 4G đó, à, màn hình giọt nước máy móc ok full hết nó à, màn hình riêng men hết toàn bộ luôn riêng hết toàn bộ luôn tải sẵn ứng dụng rất là mượt mà RAM 464 chơi được tất cả loại game pin thì cây này trâu như con bò mã số là 484 nha 800k 800k cây này ha rồi mã số là 8485 485 485 nè cây mi A2 mi A2 ha ram 464 Android nó 10 chấm luôn nó camera kép găng tay một chạm nè có hồng ngoại xài được 2 sim 4g luôn cây này mạnh lắm chơi tất cả các loại game liên quân wifi bếp luôn nha đó em bán có 900 900k mã số là 485 nha Cây này thì chuyên chiên về chơi game liên quân Wi-Fi bóp luôn Màn hình riêng, main riêng hết toàn bộ máy luôn Máy móc ok rất là mạnh luôn ha Đó, Máy mạnh dữ dằn lắm Máy nó chạy là RAM 464 chạy không thấy đường luôn Rất là mạnh ha Đó, Chiên về chơi game luôn Giá 900 nha, mã số là 485 nha Sạc đuôi tay si á Xài 2 sim 4G luôn ha à, Em có cây uh, Galaxy Note 5 Note 5 nha, màn hình Super AMOLED Có sạc không dây luôn, có đo nhập tim luôn ha Đó, Cây này ram uh, gam 4 32, gam 4 bộ nhớ 32 Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 900 900k chưa đủ tiền màn hình. Mã số là 486 nha. Đó, 486 luôn màn hình Super AMOLED luôn. màn hình Super AMOLED luôn. riêng luôn ha, máy móc ok full hết toàn bộ luôn. nó tải sẵn ứng dụng luôn ha. Pin thì tốt lắm. wifi này kia đầy đủ ha. Đó, mã số là 486 nha, 900k ha. Ờ, em có cây siêu phẩm nè cây này đó ước ao dữ lắm mà mua không nổi à, cây này là mi hai 2 a s mi hai 2 s nha ram 6 bộ nhớ 64 android nó 10 chấm nha cây này camera kép găng tay một chạm cái lưng này bằng gớm nguyên khối bằng gớm đó, là bằng đá nó ít khi nào bị bể nó nó bằng khối luôn à, cái sạc tôi đuôi tay si xài được hai sim 4 g màn hình super AMOLED màn hình super -Moled, xài con chip mạnh lắm đó, máy móc ok luôn chạy đã luôn ha camera ở góc này Đó, cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn nha Đó, 2 sim 4g luôn ram 6 cũng như 64 luôn cây này em bán giá triệu sáu triệu 6 ha găng tay một chạm luôn nha mã số là 487 nha đó, máy móc ok full hết toàn bộ luôn hồi đó ước ao dễ gì có được cái này nó mắc lắm mua không nổi máy móc ok phương pin thì tốt lắm pin thì trâu lắm. đó cây này có sạc không dây luôn á có sạc không dây luôn nha đó, mã số là 487 nha giá 1 triệu 6 rồi cây Galaxy S9 nè S9 găng tay một chạm ha có sạc đuôi tay si sạc không dây có đo nhập tim luôn ha đó cây này mà gam 464 hình Android đủ 10 chấm luôn cây này em bán giá 1 triệu 6 nha cây này thì không nứt không bể không gì hết hơi ám nhẹ ha đó cây này, giá 1 triệu 6 nhưng mã số là 488 nha màn hình Super AMOLED trong luôn nha đó máy móc ok full chức năng luôn ha à, máy móc đẹp luôn ha màn hình hơi ám nhẹ ha không ảnh hưởng gì máy ha màn hình trong Super AMOLED luôn em bán giá triệu sáu nha mã số là 488 nha ở cây này cây Galaxy S9 cộng cây kia S9 còn này S9 Plus nha camera kép nè găng tay một chạm này có đo nhịp tim này có hồng ngoại ha cây này có sạc đuôi tc ha, sạc không dây luôn màn hình công super moled luôn ha. cây này ram 6 nhân 4 64 Android rồi nó 10 chấm cây này xài được hai sim luôn nha em bán 2 triệu 2 chưa đủ tiền màn hình mã số là 489 nha 489 đó màn hình đẹp Ken Spen luôn máy móc ok full luôn ha máy móc ok full hết luôn trắng nõn luôn màn hình super OLED luôn tải sẵn dụng cho con luôn ha. xài được hai sim luôn cây này màn hình super led trong luôn nha ờ, tên nó là galaxy s 9 plus nha đó bán giá có 2 triệu mã số là 489 nha 489 ha rồi mã số là 431 nè cây này cây uh, Apple Neo 5 nha học online tốt luôn gam 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm nha. cây này xài được hai sim ha hai uh, sim luôn đó nút nguồn nó nằm bên bên đây nha, nút nguồn nằm bên đây ha. Đó máy này xài hai sim luôn, máy móc ok, full chức năng, nhỏ gọn đã lắm ha. Em bán gã bèo có 300k nha. 300k không nứt, không bể, không gì hết, full chức năng luôn, wifi này kia đầy đủ ha. Đó, cây này em bán 300 mã số là 431 nha. Rồi cây 432 nè, đó 432 luôn, cây máy móc ok, full chức năng Galaxy G360 nhỏ gọn ha, xài được hai sim 4G luôn. Đó, em bán nghe gọi nha. À, cây này vẫn 300 nha, mã số là 432 432 nha, 432. Đó máy móc và màn hình zin, main zin zin hết toàn bộ luôn nha. Wifi này kia đầy đủ. Đó tải sẵn ứng dụng luôn ha. Có 300k bỏ được hai sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Đó ứng dụng em tải sẵn hết để vậy xài ha, rất là mạnh nha. Rồi cây này em bán 300 nha, mã số là 432 nha. Rồi 433 cũng là Galaxy G, G360 ha, xài được hai sim luôn, bán nghe gọi nha em bán 300k thôi đó màn hình riêng men riêng riêng hết luôn máy móc riêng pin tốt luôn xài được hai sim luôn có 300 mà bỏ hai sim nghe gọi cũng lời nữa ha máy móc riêng hết toàn bộ của người Sam luôn cực kỳ đã luôn ha mã số là 433 nha 300k rồi cây 435 nè, 435 nè, Galaxy G530 học online tốt Android 5 chấm ha. Nó xài cũng được hai sim luôn nha. Em bán 300 ha, mã số là 435 nha. 435 zin nguyên cây full chức năng luôn màn hình zin main Ring, zin zin hết, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm nha, pin rời luôn nha xài được hai sim 4G luôn. Đó. Máy móc ok luôn. Đó, em bán có 300 mà nha, mã số là 435 nha. Rồi 437 nè, cây này cây Galaxy J5 G5 nha, J500, zin uh, nguyên cây luôn. Ram uh, uh, học là tốt Android 6.0 ha. Đó, cây này em bán 400 nha, riêng nguyên cây luôn nha mà số là 437 nha 400k ha đó, máy móc ok full tính năng tải sẵn con cá loại luôn đó ứng dụng tải sẵn hết luôn đó, màn hình hơi ám nhẹ ha nhưng mà đường cái màn hình riêng main riêng hết toàn bộ ha xài được hai sim 4g pin thì rời luôn nha nó có 400k thêm mã số là 437 nha rồi cái 438 nè cây này cây Galaxy Z700 nha học online tốt Android nó là 6 chấm luôn gam 2 bộ nhớ 16 Android 6 chấm luôn nha em bán có 400k ha, 400 xài được hai sim 4G luôn, đon là hai sim ha, hai sim 4G luôn, pin rời luôn, màn hình bự luôn, đó màn hình riêng luôn nha đó là màn hình nó hơi chạy tí ha, em dán cường lực vô đỡ ha, máy móc ok, màn hình riêng ha, riêng hết toàn bộ luôn, máy móc tải sẵn dụng pin thì tốt lắm, bự nữa, cái này chơi game này kia ok ha, màn hình nó hơi chạy ừ, em bán có 400 rồi nha 400k ha, mã số là 438 nha rồi cái 439 nè cây Galaxy Z7 2016 nha Cái này cũng hơi ám luôn Màn hình riêng hết toàn bộ luôn Hơi ám nhẹ RAM 2 Bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn nha Pin thì trâu lắm Nó xài được 2 sim 4G luôn nha Em bán có 400k 400k nha Mã số là 439 nha Có 400k cái này thôi nha Đó đựng cái màn hình riêng main riêng hết toàn bộ Máy móc ok Full chức năng wifi này kia đầy đủ ha Đó, Máy móc ok luôn rồi em bán có 400k cây này ha, mã số là 439 nha. Rồi 440 nè. Cây này Galaxy S4 nha, riêng nguyên cây full chức năng luôn, màn hình Super AMOLED luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm xài được à, có hồng ngoại luôn nha, xài được hồng ngoại luôn nha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn. Đây, màn hình Super AMOLED đẹp kê cho bên luôn ha, Wi-Fi này kia đầy đủ nha. Wi-Fi đầy đủ luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn nha đó ứng dụng tại sẵn luôn ha rồi cây này em bán có bốn trăm rưỡi bốn rưỡi nha mã số là bốn bốn không nha bốn bốn rưỡi nha rồi mã số là 442 nha Galaxy Z 500 nha học laptop Android 6 chấm luôn cây này em bán bốn rưỡi luôn riêng nguyên cây luôn nha full chức năng màn hình riêng luôn nha riêng hết toàn bộ máy này pin rời luôn trâu như bò luôn ha máy móc ok full chức năng tại sẵn dụng luôn nè đó, pin thì tốt, wifi này khi đầy đủ, giỏ thì cũ có 5 tháng. Cây này bền cực kỳ luôn nha. Cái tuổi nó cũng cao lắm rồi đó. đó bán 450 thôi, 450 mã số là 442 nha. Rồi 443 nè, cây này Galaxy Z2 Pro nha, Z2 Pro RAM 2, bộ nhớ 16 Android 7 chấm luôn nha. Cây này pin rời luôn, hai sim luôn nha. Đó, bây, màn hình rin, men rin, hết toàn bộ máy luôn. Đó, màn hình rin hết toàn bộ full chức năng ha đã sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Nó <laughs> ứng dụng em tại sẵn luôn nè. Đó, máy móc ok full luôn ha. Rồi cây này em bán có 450 nha, xài được hai sim Android 7.0 luôn nha. Mã số là 443 nha. 443. rồi mã số 444 nè, cây này cũng ra là Galaxy G7 Pro, G2 Pro nha. G2 Pro RAM 2 bộ nhớ 16 Android 7.0 nha. Em bán cũng có 450 xài được hai sim 4G luôn ha. Đó màn hình zin hết máy móc luôn tải sẵn dụng luôn ha Đó, máy móc riêng hết pin thì tốt lắm wifi này kia đầy đủ ha rồi em bán có 450 mã số là 444 nha rồi 446 nè cây này cây VMAXP VMAXP ha RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm nha Đó, em bán cũng có 450 xài được 2 SIM 4G pin thì rời ha mã số là 446 nha màn hình riêng máy móc riêng hết tổng bộ luôn Đó, riêng nguyên cây luôn nha đó em tải sẵn ứng dụng nè ứng dụng em tải sẵn luôn đủ ứng dụng ha đó pin thì tốt lắm wifi đầy đủ ha pin rời luôn nha đó em bán có bốn trăm rưỡi mã số là 446 nha rồi mã số là 448 nè, cái Galaxy j 700 nha, học online tốt Android nó là 6 gam 2, bộ nhớ 16 rồi 6 chấm nha. Em bán 4 nhầm luôn, 4 nhầm gửi xài được 2 sim 4G luôn. Đó, máy móc ok full luôn ha, có 4 nhầm nha đó tải sẵn con cá lội luôn biết rồi ha đó, máy móc ok full luôn ha đó, màn hình riêng luôn nha màn hình riêng hơi ám nhẹ ha đó, máy móc mạnh lắm full chức năng luôn nha em bán có bốn trăm rưỡi mã số là 448 nha rồi cái 449 nè cây này cây v mắt nha 3 v mắt 3 nha đó mã hơi chạy nhẹ ha. hơi chạy ha riêng nguyên cây full chức năng luôn á ram 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 Android nó 8 chấm luôn nha đó, em bán cũng có 450 nha, bỏ được hai sim 4G luôn ha. Mã số là 449 nha. Màn hình riêng, men hết, máy móc ok, full chức năng, pin thì tốt. wifi kia đầy đủ luôn ha. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cọc Viettel 50 hay 100 nha, cộng 100 em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản ngân hàng thì chạy ra tập quá mua cái cọc Viettel ha, sau đó điện cho em ha, đọc mã của cọc đọc địa chỉ, đọc tên em ghi lại em ship ha, tiền cọc em sẽ trừ ra nha. Mã số là 449 nha, 4 rưỡi ha. Rồi mã số là 450 nè, 450 là Redmi Note 3 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm ha. Cây này em bán có 500k ha. 500 có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại xài được 2 sim 4G mà RAM 3, bộ nhớ 32 nha. Đó, em bán có 450 trong 500 ha. Em bán 500 mã số là 450 ha. 450 500k nè, riêng nguyên cây luôn màn hình riêng luôn nha. À, luôn nha, tải rất là mạnh nha. Em tại sẵn ứng dụng luôn. <laughs> ứng dụng tải sẵn luôn nè. Đó, mấy móc ok full nữa, ha. RAM 3 của nhớ 32 nó chạy nè, cực kỳ luôn ha. Màn hình rin hết tổng bộ luôn nha. Đó, em bán có bộ 500k thôi, RAM 32 nhớ 32 500k nha, mã số là 450 nha. Rồi 451 nè, cây cây Galaxy J5 Prime nha, J5 Prime. 2 bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm nha em bán 500 rưỡi nha mã số là 451 nha đường cái màn hình Dream hết toàn bộ máy luôn máy móc Ok full chức năng luôn nha riêng hết uh, ở củaằng sao luôn nha máy móc Ok luôn tại sản dụng pin wifi này kia đầy đủ ha uh, máy móc Ok luôn có 500 rưỡi sở hữu được cái z number Dream nha uh, 445 uh, 451 nha mã số 451 14 500 rưỡi nha rồi mã số là 452 452 là Apple F1S nha, RAM 4 nha. Cây này RAM 464 Android nó 5 chấm ha. Em bán giá 600k ha. 600k mà RAM 464 luôn màn hình rin main hết toàn bộ máy luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Nút home này có găng tay luôn nha. Nó ứng dụng tải sẵn pin thì tốt, wifi fi kia đầy đủ ha. Đó, máy ok ha. Rồi em bán giá có 600k cây này ha, mã số là 452 nha rồi 453 nè cây này Galaxy Galaxy Z700 nha RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn nha cây này em bán 600 nha cây này thì full chức năng riêng nguyên cây luôn đó màn hình riêng man riêng hết toàn bộ luôn màn hình đẹp luôn nha đó tại sẵn dụng pin wifi này kia đầy đủ ha rồi cây này em bán có 600 600k nha mã số là 453 nha 600k pin rời 2 sim luôn nha rồi mã số là 458 nha cái Redmi 7, Redmi 7 4 camera ha, RAM 8, bộ nhớ 128, Android nó 12 chấm Cây này em sổ cho bà con luôn ha, của mi ha, 458 nha Cây này em sổ luôn, RAM 8, bộ nhớ 128 nha, Android nó 12 chấm, em bán có 1 triệu 6 cho bà con luôn, 1 triệu 6 nha Mã số là 458 nha Đó, Găng tay trên nút home nha, Đó, màn hình đục lỗ luôn đó, máy móc nè, đẹp kênh xe bên, màn hình đẹp kênh xe bên luôn ha Cây này sở hữu được 8 nhân mỗi nhân 2h5 Nó mạnh lắm Đó, Sở hữu uh, mạnh cực kỳ luôn ha Nó mạnh dữ dằn, máy móc ok full hết tổng bộ luôn nha Đó, Máy đẹp lắm nha Đó, Sạc đuôi tay Cái nút này là gói ngăn tay luôn Mã số là 458 nha Triệu 6 ha Rồi mã số là 459 nè Galaxy A31 RAM 6 cộng 6 RAM 12 nha bộ nhớ 128 Android nữa 12 chấm nha 4 camera luôn cây này em bán giá con triệu 7 ha sạc sòng xài được 2 sim 4G luôn ha đó, màn hình giọt nước luôn đó máy móc ok luôn ha máy này ok đẹp luôn nha đó Galaxy A31 ha để em cho coi nè nó cây này ram 6 ha. ram 6 cộng 6 nha bộ nhớ 128 nha à, máy móc ok full luôn ha đây cộng 6 luôn nè ha à, máy móc ok mạnh cực kỳ luôn sạc đuôi taxi mạnh lắm ha giá 1 triệu 7 nha mã số là 459 nha 459 ha mỗi cây máy mã số khác nhau ha rồi cây đầu tiên là 400 nè cây là 400 400 ha Cây này Galaxy G530 học online tốt Android 5 chấm luôn Xài được 2 sim 4G luôn ha Em bán có 300k full cây nha Cây này màn hình riêng nè main riêng riêng hết toàn bộ luôn Pin thì rời xài được 2 sim luôn Đó của thằng Sam luôn Máy móc em tải sẵn luôn ứng dụng luôn luôn Máy móc full chức năng luôn ha Đó, Em bán có 300k 300k mã số là 400 nha đó, bên em bán thì có cọc nhân ai mua thì cọc em cái cạc quyết 50 hay 100 vậy đó Cộng 100 em sẽ bao ship nha hay là chuyển khoản ngân hàng ha ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạc Viettel á sau đó cào ra xong rồi đọc mã của cạc ha đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại em ship ha thì cọc thì em sẽ trừ ra ha 300 thì em trừ trên cọc ra ha mã số là 400 là 300k nha rồi mã số là 402 nè cái Apple A71 nha nó bị nứt nha nó RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn đó, nó bị nứt nè à, cảm ứng thì xài bình thường cây này à, cảm ứng xài bình thường ha đó bị nứt thôi ha. Nó xài chữa cháy xài đỡ được ha. bán bản xác cũng giá vậy thôi bán ai xài được xài, xài được hai sim 4G ha. Em bán 300 nha mã số là 402 nha. 402 300k nha. Đó em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó máy móc tải sẵn hết, pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha, full chức năng nhưng bị nứt màn hình thôi ha. Mã số là 402 nha, 300k. Rồi mã số là 405 nè, Galaxy z 200 nha, học lại tốt Android 5 chấm luôn. Đó, cây này thì riêng nguyên cây full chức năng màn hình riêng mang riêng hết xài được hai sim 4g pin thì rời đúng ha nó em bán có ba trăm gửi ba trăm gửi mở số là bốn không năm ba trăm gửi nha đó màn hình riêng mang riêng hết tặng sẽ tải sẵn ứng dụng cho một con luôn đó ứng dụng tải sẵn hết là em test ok hết này mới tải sẵn ứng dụng ha ba trăm gửi nhưng mã số là bốn không năm nha ba trăm gửi ha bốn bảy nè cây Lenovo A sáu hai A sáu hai mươi nha đó, cái cây này uh, gam 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, xài được 2 sim 4G luôn Em cũng có bán 350, không nứt, không bể, không gì hết, wifi này kia đầy đủ Sim bọng ok, full chức năng ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, đầy đủ ứng dụng ha Đó, ứng dụng em tải sẵn hết rồi, pin thì tốt lắm, xài được 2 sim luôn Đó, em bán có 350, gửi, 350 gửi nha, Mã số là 407 nha Máy móc ok luôn, em gắn cố gắng bán rẻ nhất cho bà con có thể ha ờ, Mã số là 407, 350 nha rồi mã số là 408 nè Nó Apple nếu chính luôn RAM, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm Em bán cũng có 350 rồi Xài được 2 sim 4G luôn Nó học online tốt luôn ha 350 rồi, mã số là 408 Cây này không nứt, không bể, không gì hết Full chức năng luôn nha Đó, Màn hình ring, man ring hết Tải sẵn ứng dụng luôn Đó, Máy móc ok luôn ha Đó, Cây máy này em bán có 350 rồi đó, em lời ít một chút nhưng bán cho bà con có cái xài ha ờ, xài được hai sim 4 g luôn ha bỏ sim nghe gọi nha À, bên em bán thì có cọc nha Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 theo 50% gì đó Cộng trăm trở lên em sẽ bao ship nha Chuyển khoản ngân hàng thì nói em gửi số tài khoản nha Còn ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá Mua cái cạc Viettel á sao cào ra Xong rồi điện cho em ha Đọc mã của cạc, đọc địa chỉ, đọc tên ha Em ghi lại Ví dụ là 350 em sẽ trừ ra ha Mã số là 408 x 350 ha Rồi cái 409 nè Cây này cây 2.1 nha Cây 2.1 cây này bị nứt à, Bị nứt một đường ủa nước chỗ nào đây nước cái góc này ha ờ, cái góc này nè nước con cái góc này ha em cũng thấy cái nước luôn ok nè. nước cái góc này miếng này nè từ đây nè nước lên đây miếng ha cảm ứng người xài bình thường màn hình viên hết nguyên cây luôn full chức năng ha hồng lai tốt android nó 10 chấm luôn nha android 10 chấm luôn em bán cũng có 350 trăm xài được hai sim 4 g luôn ba trăm rưỡi luôn mã số là 409 nha 409 luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng nè ha Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn Nước có một đường thôi, không ảnh hưởng gì máy với Bỏ hai SIM nghe gọi cũng lời, có 350 rồi nha 350 nha, mã số là 409 409 350 nha Rồi, mã số là 410 410 là Galaxy j 320 nha j 320 nó hơi ám nhẹ ha Được cái màn hình real man real hết, toàn bộ real máy hết luôn RAM à, học online tốt, Android 5 chấm luôn Real hết toàn bộ ha Em bán 350, xài được hai SIM 4G luôn ha mã số là 410 nha 410 luôn đó màn hình riêng riêng hết toàn bộ luôn hơi ám nhẹ thôi đường cái màn hình riêng nó mượt lắm nó bền lắm nha màn hình riêng nó chắc nịch nè máy móc ok full chức năng luôn ở à, bán rẻ luôn có 350 à. đó, mã số là 410 nha 350 ha rồi cái 412 nè 412 là Lenovo A6600 nha học online tốt hơn gam 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn nha cây này rồi 6 chấm luôn em bán có 400k thôi 400k nhưng mã số là 412 xài được 2 sim 4g luôn á vỏ thì cũ qua 5 tháng màn hình không nứt không bể không gì hết màn hình riêng luôn nha đó tại sẵn ứng dụng luôn nè đó pin thì tốt lắm nha nó ứng dụng không mà chơi cũng lời nữa đó bỏ sim nghe hai sim nghe gọi cũng lời nữa ha em bán rẻ bèo đó, có 400k mã số là 412 412 nha rồi 414 nè Cây này cây Meizu ha, Meizu M3S, Meizu M3S, RAM 32, bộ nhớ 16, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 400 luôn, xài được hai sim 4G luôn ha. Mã số là 414 nha. Cây này cũng là full chức năng riêng nguyên cây màn hình riêng hết toàn bộ luôn nha. À, cái nút này là nút uh, nút 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 bắt luôn nha, nút cảm ứng nha, nút bắt luôn ha. À, nút ở trên đây hai cái nút bên đây không có nha. Cái dòng này là nút bắt nằm trên nút home luôn ha. À, nút home mà nhấn mạnh nút cứng, còn nút bắt thì nút cảm ứng ha đó máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng luôn đó, à, tải sẵn ứng dụng luôn full chức năng luôn ha mã số là 414 nha 400 k full hết toàn bộ ha đó, à, xài được hai sim 4g luôn rồi cây 415 ha cây Galaxy Z320 nhân học online tốt Android 5 chấm luôn em bán có 400 k thôi xài được hai sim 4g được bữa cái là riêng nguyên cây luôn ha màn hình riêng 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 hết toàn bộ máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng luôn ha wifi này kia đầy đủ luôn đó em bán có 400k thôi 400k sở hữu được cây này ha Mã số là 415 415 nha, 3 400k ha, 400k ha. Rồi cây 418 nè, cây uh, E1 ha, Mobitax E1 RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm luôn nha. Pin thì trâu lắm, nặng kịch ha, dày cỡ mà. Cây này cái găng tay một chạm luôn, camera tổ mẹ luôn ha. Cây này xài được hai sim 4G luôn, em bán có 450 nha. Mã số là 418 nha. Đó, màn hình cũng riêng luôn, main hết, pin thì tốt lắm, pin thì trâu bò. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, chơi game không cũng lợi nữa. Nó chơi ứng dụng không lời pin thì trâu lắm nha, nặng kịch à. Cây này thì khỏi nói, nó, nó trâu lắm Vỏ à, cũ 5 tháng thôi, em bán có 450k, không có mắc mỏi gì đâu ha 450k nha, mã số là 418, nội găng tay một chạm không đủ lời nữa ha Mã số là 419 nha, Galaxy Z500 nha, học online tốt Android 6 chấm luôn đó Em bán cây này riêng nguyên cây full chức năng, em bán 450k nha 450k, mã số là 419 nha máy móc full chức năng luôn màn hình riêng dream hết toàn bộ luôn ha wifi này kia đầy đủ pin thì tốt lắm đó em tải sẵn ứng dụng luôn ha đó, em bán có bốn trăm rưỡi xài được hai sim 4g luôn của thằng Sao luôn nha đó g 500 không ha bên em bán thì có cọc nhân ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 năm chục hàng trăm gì đó cộng trăm em sẽ bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạc Viettel ha năm chục hàng trăm gì đó điện lại cho em ha rồi đọc mã của cặt đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại em ship cho ha ship thì em sẽ trừ ra ha bốn trăm em sẽ trừ tiền ship tiền cọc ra rồi tiền 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 cọc ra em ship cho thu hộ cho kiểm tra hàng luôn ha rồi bốn một chín nha bốn trăm ha rồi bốn hai mươi nè bốn hai mươi galaxy z bảy không nhân học online tốt hơn hơi ấm mẹ nhẹ ha Đó, RAM 2, 16, nó ram hai bộ nhớ mười sáu anh rồi nó bảy chấm luôn nó em bán có bốn trăm gửi cái này ha bốn trăm gửi luôn nó riêng nguyên cây luôn màn hình riêng luôn hơi ấm nhẹ thôi xài bình thường full chức năng đó màn hình thì khỏi nói chơi game không cũng lời nữa. Em tải sẵn dụng luôn. Pin thì tốt lắm, xài được 2 SIM 4G bự tổ bự nái luôn ha. Nó có 450, 450 nha, mã số là 420 nha, 420. Rồi cái 422 này ha. Cây này cũng là Galaxy J700 luôn, hơi ấm nhẹ ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm màn hình zin luôn. Máy móc zin hết tổng bộ luôn, màn hình bự luôn nha. Nó pin rời luôn, 2 SIM 4G luôn nha. Đó, Android 6 chấm luôn, em bán 500k nha, 500k ha, mã số là 422 nha. Đó, em cho coi màn hình là máy móc ok luôn, tải sẵn con cá lỗi lội trên màn hình luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, ứng dụng đầy đủ ha, máy móc ok, full chức năng luôn nha, pin thì tốt lắm. Đó, máy móc ok luôn ha, pin thì rời bự luôn ha. Đó, 500k ha, mã số là 422 nha. Rồi 424 nè. Cây Galaxy Z700 nha, nó hơi ám nhẹ ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm màu đen ha xài được hai sim 4g luôn pin thì tốt lắm pin rời luôn nha nó màn mà hình riêng men riêng hết tổng bộ luôn nó riêng hết tổng bộ luôn mà hơi ám nhẹ thôi không ảnh hưởng gì mấy nha pin thì tốt lắm rồi cây này em bán rẻ luôn có 500k ha 500k mã số là 43 rồi cây 427 nè Galaxy A6 Plus A6 Plus nha RAM 4 nha RAM 4 bộ nhớ 32 Android nó 10 chấm nha cây này có camera kép nè găng tay một chạm nữa ha xài được hai sim 4g một thể nhớ nha đó em bán có 800 cây này 800k mã số là 427 nha 800k thôi nha đó màn hình này. máy móc ok full chức năng luôn ha đó, màn hình riêng luôn nha màn hình này riêng luôn nha máy móc ok tải sẵn con cá lội luôn nha đó, tải sẵn con cá luôn nè phải có mạng nó mới chạy gì đó. em tải sẵn rồi đó, có gì bực mạng lên rồi tải sẵn ứng dụng full chức năng nha máy móc ok đúng không? màn hình đẹp ha đó full chức năng luôn em bán 800 ha. mã số là 427 nha 800 là chưa đủ tiền cái màn hình của cây này nữa rồi cây 429 nè cây Apple Reno 4 nha đó RAM uh, RAM 10 uh, 13 nha bộ nhớ 128 Android 12 chấm nha ba camera luôn nha máy này mạnh lắm màn hình đẹp lắm ha sạc đuôi taxi xài được hai sim 4g luôn em bán giá 2 triệu rưỡi nha 2 triệu rưỡi cái này ha màn hình là đục lỗ hai hai camera kép luôn ha đục lỗ đẹp luôn đó màn hình ok đẹp riêng luôn nha đó màn hình ok luôn à, máy nè ha gam cộng 5 nè ha đó, bộ nhớ 128 này, ha máy máu ok reno 4 ha rồi cây này mạnh lắm nha em bán giá 2 triệu rưỡi nha mã số là bốn 429 nha rồi 371 nè cây cái này cây cái Apple neo 9 nha nó bị ám à, ram 2 bộ nhớ 16 Android 5 0 em bán cũng có rưỡi nha bỏ được hai sim 4g luôn mã số là 371 ha đó, màn hình không đứt không bể gì hết hơi ám ha đó bỏ sim nghe gọi tốt lắm bỏ sim ok luôn ha nó có rưỡi rồi mã số là 371 nha bên em bán thì có cọc nha ai mua thì cọc em cái cạc Viettel theo hay là chuyển khoản em 50 hay 100 gì đó cộng 100 em sẽ bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cặp Viettel sau đó cào ra ha đọc mã cho em đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại em ship ha đó, cọc thì em sẽ trừ ra ha đó, bao nhiêu thì em trừ ra cộng trăm trở lên bao ship ha mã số là 371 nè 250 nha rồi mã số là 372 nè Galaxy Z3 Galaxy S3 nha màn hình Super OLED luôn pin rời luôn cây này em bán nghe gọi nha đó, em bán 300 nha, mã số là 372 nha, 372 300k ha. Đó, màn hình là Super AMOLED không nứt không bể không gì hết luôn. Full chức năng luôn nha, Wi-Fi đầy đủ luôn, tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn ha. Đó, Wi-Fi này kia đầy đủ, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Màn hình Super AMOLED luôn á, em bán có 300 300k nha, mã số là 372 nha. Rồi cái 375 nè, cây hủ hữu tiếu chai 820 nha, hủ tiếu chai 820 nha, bán nghe gọi nha, nó 300k thôi, bỏ được hai sim ha. Gắn sim ở đây ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Nó ở trên cái 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 thanh cái màn hình không nứt không bể không gì hết. Ở trên thanh này mất cái cái cái, cái nắp đậy ha. Nó không có ảnh hưởng gì máy ha. Đó, cây này em bán có 300k, mã số là 375 nha. Máy này pin trâu lắm. Ừ, xài, xài, máy móc ok full chức năng hết toàn bộ luôn. Em tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó màn hình cũng đẹp lắm, ha bỏ túi nghe gọi ok luôn pin thì tốt lắm wifi này kia đầy đủ luôn nha gọi này gọi kia bình thường hết luôn rồi cái cây này em bán có 300 trăm nha mã số là 375 nha 300 k ha rồi 379 379 là, 379 là Galaxy Z500 nha nó hơi ám nhẹ màn hình riêng main riêng hết toàn bộ học online tốt rồi nó 6 chấm luôn nha cây này rồi 6 chấm xài được 2 sim 4G luôn nha đó pin thì rời luôn nha đó, em bán có 400k thôi 400k nha Còn cây không ám thì em bán 400 rưỡi nha cây này em bán 400 ha. mã số là 379 nha à, 379 nè nói ám vậy chứ màn hình nó không có thấy luôn bình thường luôn đẹp vững bình thường luôn ha nó ám nhẹ nhàng luôn nhẹ thiều luôn không thấy gì mấy ha Nên em đợi vẫn để gì bán có 400 nha bỏ sim nghe gọi tốt lắm vỏ cũ qua 5 tháng màn hình đẹp nha wifi này kia đầy đủ ha 400k mã số là 379 nha rồi 380 nè đó em để điện thoại vừa cái màn hình cho bà con coi dễ ha ra Huawei L21 nha hơi ám nhẹ màn hình ha RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn cây này thường thường em bán cũng có 450 đến 500 ha này ám em bán 400 nha mã số là 380 ha 380 rồi, pin trâu như con bò wifi này kia đầy đủ ha hơi ám rồi đó tải sẵn ứng dụng luôn ha cây này hơi ám này để em bớt cho bà con ha em bán 350 luôn rồi em sửa giá luôn ha Em bán 350 cây này luôn Mã số là 380 nha Nó full cây luôn Nó không có nứt không bể không gì hết Nó chỉ là uh, nó ám màn hình miếng thôi Màn hình riêng nha Máy móc riêng hết toàn bộ wifi đầy đủ Pin thì tốt Xài được 2 sim 4G luôn nha nó máy móc ok luôn nghe gọi tốt luôn Bán 350 luôn Mã số là 380 nha Rồi 381 nha Cây này cây Huawei v, V3 nha uh, Vivo V3, Vivo V3 bị ám ha. Đó, cây này có găng tay một chạm luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, anh rồi 5 chấm luôn. Đó, có găng tay một chạm luôn rồi RAM 3 luôn rất mạnh nha. Đó, máy móc ok, thường thường cây này em bán khoảng 650 tới 700 nha. Bây giờ em bán có 450, 450 RAM 3, bộ nhớ 32 luôn nha. Mã số là 381 nha, 381 xài được 2 sim 4G luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn, màn hình green, green hết toàn bộ luôn nha. Đó, màn hình hơi ám nên em bán rẻ ha đó bốn rưỡi nha bốn rưỡi luôn mã số là 381 nha rồi cây 382 nè cây này cây Huawei GG5 ha Huawei RG5 ha cây này gam 2 bộ nhớ 16 Android 5 ha cây này có găng tay một chạm pin thì tốt lắm xài được hai sim 4G pin thì trông như con bò luôn không nước không bể không gì hết full chức năng wifi đầy đủ ha đó. <laughs> máy móc ok luôn ha tải sẵn ứng dụng luôn ha đó máy móc ok luôn ha đó máy cũng tương đối là mạnh nha. Đó em bán giá có 450 rồi, 450 rồi nha, mã số là 382 nha. Có găng tay mạnh lắm ha. Đó màn hình cũng còn đẹp ha, máy móc ok full ha. Đó màn hình đẹp ha. Đó, máy móc ok luôn, có 450 rồi. Sở cái okay này ha, mã số là 382 nha. À, bên em thì bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc vị theo 50% gì đó, cộng 100 em sẽ bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt hơn ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cào viettel á sau đó cào ra ha rồi đọc mã cạc đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại em ship cho ha rồi tiền cọc em sẽ trừ ra nha mã số là 382 nha bốn trăm rưỡi ha rồi mã số là 383 cái này Galaxy Z500 học online tốt Android 6 chấm luôn nha xài được 2 sim 4G luôn pin thì tốt lắm wi-fi để kia đầy đủ cái này full chức năng màn hình riêng main, riêng main, hết toàn bộ luôn nha em tải sẵn ứng dụng luôn Em bán sổ luôn ha Ghẻ bẹo có 600, 400 Trước em bán 600, 700 giờ bán 400 gửi luôn 400 gửi cái này luôn ha Mã số là 383 nha Màn hình ghiên luôn Rồi ghiên hết toàn bộ luôn nha Đó, Máy móc ok Pin thì rời luôn Pin rời dễ thay, dễ sửa, dễ xài luôn ha Bền lắm, chắc nịch 400 gửi Mã số là 383 nha Rồi cái 385 Cây này cây Luna Lu, uh, Luna Rồ nha đó, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn nha. Đó, em bán 4 nhân rưỡi, xài được 2 SIM 4G luôn ha. Mã số là 385 ha. Đó, cây này cũng tương đối là mạnh, sạc DC luôn nè. À. Cây vậy mà mà sạc đôi CC mà găng tay chính hôm Đó, máy móc ok luôn ha. Còn cảm biến thì nè, nó nằm ở dưới đây, nút bắt, nút đa nhiệm, nút bắt, nút hôm. Uh, mà cái nút này thì để găng tay thôi. Máy nó chơi vậy á. Rồi máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng luôn nha Đó, ứng dụng tải sẵn hết trơn ha Pin thì tốt lắm Đó, Máy móc ok full hết trơn Đó, Riêng nguyên cây luôn sạc đuôi taxi luôn Em bán có 450 rồi nha Mã số là 385 ha Rồi 386 nè Cây này cây Asus Z010D nha Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn nha Cây này pin trâu lắm nặng kịch nó nặng rồi Nó em nặng chất nịch ha nha đó, màn hình không nứt không bể không gì hết wifi này kia đầy đủ full chức năng pin nặng lắm ha đó, em bán bốn trăm rưỡi luôn trăm rưỡi android 6 chấm luôn ha mã số là 386 nha bốn trăm rưỡi nha nó màn hình riêng Ring men hết toàn bộ luôn máy móc riêng hết tải sẵn ứng dụng luôn pin thì trâu lắm đó có bốn trăm rưỡi bốn trăm rưỡi luôn mã số là 386 nha đó, em có cây g 7 Pro ha, hơi ám, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm luôn. Đó, cây vậy mà bị bơm hàng. Đó, cây này á, à, em bán 750, vỏ nó xấu hơi ám mà được cái màn hình riêng nha. 750, mã số là 394 394. À, xài được hai sim 4G ha, một tháng nhớ ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó. À, bữa hai ba người hỏi luôn dành cho đã rồi, giờ bơm hàng của em luôn. Màn hình riêng nha, hơi ám nhẹ thôi không ảnh hưởng gì mấy nha. Nó không em không thấy ám luôn mà tại em ghi ám ám nhẹ nhẹ em không thấy ám luôn nha máy móc ok luôn nè nó đẹp găng tay mà nè. em bán rẻ bèo có bảy trăm gửi mã số là ba chín bốn nha bảy trăm nha rồi em có cây ti nè cây này hiếm lắm hàng xịn sò sao mà không ai dòm ngó ha cây này xịn lắm hồi đó em có một cây mà mừng lắm mà mừng lắm nha cây này tại vì con mắt nó thuộc lò màn hình nó mắc lắm màn hình giá này là bằng dưới màn hình luôn á em bán bằng giá màn hình chưa được đủ tiền màn hình <laughs> cây này v max acti cái dòng acti acti ba ram 6 bộ nhớ sáu bốn chơi tất cả loại game liên quân wifi bóp luôn mạnh lắm ba camera găng tay một chạm Android 10 chấm cây này sạc đuôi taxi si, sạc nhanh luôn nha camera trước là là thục lò luôn mở camera trước thục lò luôn nha đó màn hình rin hai cây rin hết toàn bộ luôn rất là mạnh chơi được tất cả loại game luôn pin thì tốt lắm đó, máy móc ok luôn à, mỗi lần người cài đặt phi đi á, à, cài đặt à, găng gương mặt á, mà bấm màn hình lên cái tự động camera chạy lên chạy xuống chạy lên cho xuống chạy, lên chạy, đúng, đã lắm nó mà cây rõ em có một cây em mua tôi bốn năm triệu mà mừng lắm cơ bây giờ em bán con triệu tám mà có còn triệu tám mà mã số là 397 chín bảy triệu tám luôn máy móc ok full hết toàn bộ luôn nha cứng khừ luôn em có hai cây màu đen nè cây màu màu xanh nè đó, 398 nha cây này vmax uh, 3 ram 6 bộ nhớ 64 android 10 chấm ha. đó cây này em bán gian triệu 8 nha ba camera găng tay một chạm camera trước thục lò ha sẵn đuôi tay ha tại em giới thiệu dở như cây kia em bán em cắt ra không ai biết cái này <laughs> em phải giới thiệu luôn ha đó camera trước là thục lò luôn nha đó, máy móc ok màn hình riêng hết toàn bộ luôn ram 6, 64 luôn rất mạnh luôn chơi tất cả loại game luôn cái màn hình không là mắc hơn cái số tiền em bán nữa có triệu tám mà mã số là 398 nha Ủa cây này xịn sò lắm á bỏ ổn quá nha <laughs> rồi cây đầu tiên là cây mã số là 340 nè cây này Galaxy Z200 cây này uh, học online tốt Android 5 chấm luôn xài được hai sim 4G luôn màn hình riêng nó bị nứt miếng ha nó bị nứt miếng ngay trên đầu nè nứt có một miếng nè cảm ứng xài bình thường full chức năng luôn đó, xài sim bình thường mà wifi này kia bình thường hết luôn em bán có 300 trăm nha ba trăm k mở số là 340 nha đó ba trăm k màn hình riêng men riêng hết toàn bộ máy móc ok luôn pin thì tốt pin rời luôn ha hai sim 4 g luôn bên em bán thì có cọc nha ai mua thì cọc em cái cạp viettel hay là chuyển khoản năm chục hàng trăm gì đó à, cộng trăm bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạp viettel á rồi sau đó cào ra đọc mã của cạc đọc địa chỉ đọc tên em ship ha thì ship thì em sẽ trừ ra ha à, à, cọc em sẽ trừ ra 300 thì trừ ra ha mã số là 340 nha 300k ha rồi mã số là 342 nè cây này cây di 1516 nha cây này cũng là full chức năng riêng nguyên cây không nứt không bể không gì hết không lỗi gì hết nha nó full chức năng luôn wifi này khi đầy đủ hai sim nha cái nắp ở trên này nè gỡ khui cái nắp này ra gắn được hai sim một thể nhớ ha đó, cây okay, này em bán 300 nhân mã số là 342 nha. Máy này thì em cũng có test hết máy móc ok full hết, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Nó ứng dụng em tải sẵn hết luôn nè. Đó, đầy đủ ứng dụng ha. Bà con chỉ cần bỏ sim vô nghe gọi cũng lời nữa ha. Pin thì tốt lắm. Pin thì trâu nặng kịch ha. Em bán có 300k thôi. Mã số là 342 nha, 300k nha. Rồi 343 nè, Galaxy Z200 nha, họng online tốt Android 5 chấm luôn cây này thì riêng nguyên cây full chức năng màn hình riêng main riêng hết không nứt không bể không gì hết đó em bán có ba trăm rưỡi xài được hai sim 4 g bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha mã số là 343 nha cây này riêng hết màn hình nó, chắc nịch ha. đã lắm cứng khừ đó, máy móc ok full chức năng pin thì rời luôn máy móc ok full hết toàn bộ luôn ha tại sẵn ứng dụng cho con luôn chứ bỏ hai sim nghe gọi cũng lời nữa ha mã số là 343 nha đó ba trăm rưỡi luôn rồi mã số là 345 nè cây OB nha OB MV1 RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm ha. cây này em bắn 400 xài được hai sim ha. cây này máy này thì của Mỹ ha. bên Mỹ sản xuất ha nhưng mà rum mà tiếng Việt hơn quốc tế ha quốc tế nha nó có tiếng Việt đàng đàn hoàng hơn máy móc ok ha tại sẵn ứng dụng rồi ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha những máy khác ha pin thì tốt lắm nha đó, cuộc gọi này kia ok hết toàn bộ em test sim bỗng ok hết máy full chức năng tôi tròn tròn gọn gọn ha em bắn rẻ bèo có 400k nha 400k luôn mã số là 345 nha có 400k ha rất là bền đã lắm pin thì tốt lắm ha đó, máy móc ok full ha rồi mã số là 346 nè 346 nè cây Galaxy E5 nha đó màn hình Super AMOLED đó họ xài được hai sim 4G ha RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm cây này em bán 400 rưỡi mà giờ em bớt thôi em bán 400 luôn ha 400k ha đó xài được 2 sim một thể nhớ màn hình Super AMOLED luôn green luôn nha đó, máy móc ok pin thì tốt lắm máy móc ok full hết toàn bộ luôn đó thấy không đó, vỏ thì cũ qua năm tháng thôi em bán rẻ cho bà con xài nha đó cây này em bán 400 mã số là 346 nha rồi cây 352 352 là cây Huawei NL31 nha Huawei l 31 RAM 2 Bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm Cây này đúng ra bán mắc hơn mà thôi bán rẻ cho bà con ha Có găng tay một chạm nè mắc hơn ha Đó, Cây này xài được 2 sim 4G luôn Mà Android 6 chấm luôn Đây, Em bán có 400k thôi 400k nhưng mã số là 352 nha Đó, Máy này thì mới móc ok Riêng nguyên cây full chức năng mới rất là mạnh luôn Xài được 4 nhân 6 nhân vậy? 6 nhân Đó, Mạnh lắm máy móc ok full hết toàn bộ luôn nha rồi em bán giá có 400k thôi Android 6 chấm luôn mã số là 352 nha rồi cái 353 353 là Asus Z010D nha cây này pin trâu lắm xài được cũng được 2 sim 4G luôn ha RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn cây này em bán có 400 luôn 400k ha mã số là 353 ha 353 ha màn hình riêng men riêng hết wifi đầy đủ đó, em test hết toàn bộ luôn tải sẵn ứng dụng đủ ứng dụng luôn ha ứng dụng này kia rồi tải sẵn hết luôn đó em bán vẻ bèo có 400k ha mã số là 353 ha xài được hai sim 4g luôn pin thì trâu lắm nặng kịch ha em gắng cố gắng bán rẻ nhất cho bà con có thể ha rồi cái 358 nè 358 là Redmi Note 5A nha của Mi luôn ha RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn đó, em bán 550 nha 550 cái này ha mà số là 358 nha đó máy này thì ok full chức năng ghi nguyên cây luôn đó, à, màn hình riêng men riêng hết wifi đầy đủ chơi được game luôn nha đó, à, máy móc ok luôn đã luôn ha đó, à, cây này hai sim 4 g luôn mã số là 358 nhân 500 gửi nha rồi cây 359 nè cây này cây galaxy note 4 nha ram 23 ram 3 bộ nhớ 32 android nó 6 chấm nha đó, à, cây này có Ờ đo nhập tim nè màn hình super moled nè có khi viết nè ha đó về sườn thì giờ sườn này là sườn nhôm nguyên khối có hồng ngoại luôn nha nó em bán có 600 k chưa đủ tiền cái màn hình nó 600 k ha mã số là 359 năm nha màn hình đẹp không ám ố không gì hết luôn nó màn hình em tải con cá sẵn luôn đẹp ken span luôn ha tải sẵn ứng dụng hết toàn bộ luôn ha đó máy móc là trắng nõn luôn màn hình đẹp ken trắng nõn luôn ha đó không ám ố không gì hết full đẹp luôn ha, có bán có 600k thôi. Mã số là 39 359 nhận, 359 600k nha. Rồi 366 nè, 366 là cây Vivo 18 1804 nha. RAM 6 nha, RAM 6 bộ nhớ 128 Android à, nó 10 chấm luôn nha. Đó, cây này camera kép luôn nha, vỏ là tróc thủy thôi. Nó xài bình thường ha. Đó, cây này RAM 6 128 rất là mạnh nha, em bán 800 nha, mã số là 366 nha. 800k cây này ha. <laughs> Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha màn hình giọt nước luôn ha máy móc ok luôn ha Đó, full chức năng nha rồi cái này em bán 800 nha ram 6 nhớ 128 nha Đó, 366 nha 800 k 3618 nè 368 ha cây này Galaxy A50 nha cây này A50 luôn cây này ram 4 bộ nhớ 64 Android nó 11 chấm luôn 3 camera luôn nha đó, sạc đuôi luôn xài được hai sim 4 g luôn màn hình camera camera trước giọt nước luôn ha đó, máy móc loại con cá loại đẹp trên xe luôn ha đó, màn hình này, trắng nõn luôn riêng luôn ha không ấm ố gì luôn đó, em bán giá con triệu 3 à nha 1 triệu ba cái này ha mã số là 368 con triệu 3 à nha rồi em có cây siêu phẩm nè cây này 369 nha Galaxy A23 nha đó 1 2 3 4 con mắt ha. 4 con mắt nha. Vỏ nó thì nó nói chung là màu xanh màu uh, ừ, xanh gọi nitro, màu xanh nitro ha. RAM uh, RAM 12, bộ nhớ 128, Android nó 13 chấm luôn. Nó sạc con đuôi taxi xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình đẹp luôn ha. Đó, máy móc luôn, găng tay cho nút uh, nguồn luôn nha. Rồi em bán giá con triệu chín nè, mã số là 369 nha, triệu chín ha RAM 12 bộ nhớ uh, 256 nha Ủa nhớ 256 156 ta vô coi lợi à, 128 ha. bộ nhớ 128 ha. rồi máy móc ok full ha. giá 1 triệu chính nha mà số là 369 nha <laughs> rồi cây 311 nè cây này cây Galaxy Z320 nha học online tốt full chức năng luôn đó, xài được hai sim 4g luôn học online tốt luôn ha em bán có 400 mà rin nguyên cây luôn màn hình rin men rin rin hết toàn bộ luôn đó máy móc ok full chức năng hết đó, em bán rẻ bèo ha em bán có 400 nha 400 k ha đó k mã số là 311 nha 311 bỏ hai sim nghe gọi 4 g cũng lời nữa ha đó em tải sẵn ứng dụng luôn pin thì cửa tốt lắm pin rời luôn ha giờ nó ứng dụng là em tải sẵn hết luôn ha đầy đủ ha rồi máy móc ok full chức năng ha 311 nha 400 k rồi mã số là 313 nè Cây cái này cây cái test nha G test A32F đó, Cây học online tốt Android nó 8 chấm luôn Android nó cao ha Đặc biệt có găng tay một chạm nữa ha Đó xài được 2 sim 4G luôn Mã số là 313 luôn Em bán có 400k ha 400k luôn Màn hình riêng 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 hết Full chức năng nha Đó pin cũng tốt lắm Xài được 2 sim 4G luôn Đó cây này Android nó 8 chấm luôn ha đó, em bán gã bèo có 400k ha Mã số là 313 nha rồi 314 một bốn cái Redmi Note 3 nha nó bị nứt một đường ha Đó, Redmi Note 3 bị nứt nứt con góc này ha con góc này nha màn hình này full hết toàn bộ luôn máy móc ok full hết cảm ứng này kia full luôn ha Đó, màn hình riêng hết full luôn nha Đó, cảm ứng ok luôn ha màn hình cũng còn đẹp nha có hồng ngoại luôn xài được hai sim luôn nha có găng tay một chạm luôn nó có găng tay một chạm có hồng ngoại luôn nha Đó, em bán có bốn Android nó 6 chấm luôn Em bán có 400k ha Mã số là 314 nha Rồi 318 nè Keno 2.2 uh, no nha Keno 2.2 RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 11 chấm luôn Đó Cây này em bán cũng 450k Xài được 2 SIM 4G luôn ha Mã số là 318 nha Đó Màn hình riêng luôn Máy móc riêng hết Màn hình riêng main riêng luôn Đó Tại sẵn ứng dụng luôn nè Đó Ứng dụng em tại sẵn nè Đầy đủ ha đó, à, ứng dụng đầy đủ ha Máy móc ok full luôn ha Rồi em bán có 450 xài được 2 sim 4G luôn Mã số là 318 nha Rồi 319 nè Cây này cây Vivo 1610 nha Vivo 1610 RAM 2 Bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn nha Cây này cũng xài được 2 sim 4G luôn Máy móc full chức năng ra Gắn được một một thẻ nhớ nữa Rồi 2 sim bên đây ha Đó full chức năng luôn Màn hình riêng mang riêng hết tổng bộ wifi này kia đầy đủ Pin thì tốt lắm ha Rồi em bán có 4 trăm rưỡi Android 6 chấm bán 4 trăm rưỡi nha Mã số là 319 nha 319 nha à, Máy móc riêng hết tổng bộ luôn Màn hình riêng mang riêng hết tổng bộ luôn ha Máy đẹp lắm Full ha à, Cây này thì pin nó trâu lắm Mã số là 319 nha 4 trăm rưỡi ha Rồi cây Vivo 1820 Cây này bị nứt ha nó bị nứt màn hình nhưng cảm ứng thì xài bình thường. Đó, có dáng cường lực cũng bị nứt cường lực luôn. Đó, cây này em bán sổ cho bà con ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8.0 xài được 2 sim 4G. Thường thường cây này mà không nứt á em bán tới 700 ha. Bây giờ nứt em bán có 450 rồi nha, em trừ cái nứt ra, đi ép kính được luôn nha. Đó, cây này đi ép được luôn ha. Đó, em trừ ra rồi ha, em bán có 450 rồi mã số là 320 nha. Đó, xài được 2 sim 4G luôn, màn hình đẹp zin luôn ha, Để bị nứt thôi. Đó, cảm ứng người xài bình thường full chức năng nha Đó, camera giọt nước luôn nha Đó, cảm ứng rồi. cảm ứng không lỗi gì hết nha rồi, em bán giá rẻ ha nước thì mình bán theo nước ví dụ người ta à, thích người ta mua về người ta chạy chương trình này kia rồi người ta chạy à, ạc này kia ha còn à, ví dụ như mình à, cây này ram bao cũng nhớ Ram hai mình không có tiền mua cái này đỡ xài cho nó mạnh ha mã số là 320 nha bốn trăm rưỡi nha Rồi mã số là 321 nè. Cái cái Apple F3 ha, nó bị ám nhẹ ha. Màn hình rim không nứt không bể không gì hết, găng tay trên nút home ha. Đó, à, cây này mạnh lắm nha. Đó, à, bị ám nha em em bán rẻ nha. Đó, à, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 6 0 ha, RAM 4 thì thường, thường thường cây này mà không ám á là em em bán giá tới 8 900. Mà giờ bị ám em bán có 550 rồi nha, 550 nha. Mã số là 321 nha. Nó ám nhưng mà nó không nứt không bể không gì hết, xài bình thường ha đó chạy chương trình này kia hoặc là uh, chạy ạt hoặc là xài đỡ chơi game chữa trái ha có như, cây này có 3 năm rưỡi là chơi được game liên quân wifi bị up luôn nha xài được hai sim 4 g luôn máy móc mạnh cực kỳ luôn ha mã số là 321 nha 550. rưỡi rồi cái 322 nè cái Redmi 6 nha nó RAM 23 bộ nhớ 32 Android 9 chấm cây này thì full chức năng không nứt không bể không gì hết full hết đồng bộ luôn nha nó găng tay cho nút home nè À, găng tay trên uh, găng tay một chạm nè có camera kép nè đó máy này xài được hai sim 4G luôn đó, em bán ảnh rau chín chấm luôn em bán có sáu trăm rồi nha mã số là 322 nha đó đường cái màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn nha đó máy móc ok rất là mạnh luôn máy mạnh lắm nha đó pin thì tốt lắm pin thì khỏi nói Ngày này pin mạnh lắm đây em cho coi thông số ha đó cpu nè 8 nhân mạnh ha, mỗi nhân 2 hết, 8 nhân xử lý một lượt RAM 3 bộ nhớ 32 nha. Đó, ờ, máy này mạnh dữ dằn cũng chơi được game luôn nha. Ờ, 600k thôi, mã số là 322 full chức năng ha. Rồi mã số là 323 nè, cái uh, no 3.1 nha. Nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm nha. Đó cái này mà nó dài thòn ha, xài được 2 sim 4G luôn. Chọc sim đây một thể nhớ luôn nha. Đó em bán giá có 600 ha, mã số là 323 nha, full chức năng green nguyên cây luôn nha. Đó, được cái full hết. Đó, pin thì tốt lắm, wifi đầy đủ ha, em tải sẵn ứng dụng luôn, con cá là lội trên màn hình luôn. Đó, máy móc ok full hết toàn bộ nha. Đó, em bán giá có 600 mã số là 323 nha. Rồi 324 nè, cây này cây Galaxy S6 nha, nó bị tróc thủy Cây này có sạc không dây nè, có đôi nhịp tim nó có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này màn hình Super AMOLED luôn, bị tróc thủy thôi, không nứt, không bể, không gì hết nha. Đó, máy móc ok luôn nha. Đó, tải con cá lội luôn nè. Đó. Máy màn hình đẹp luôn nha. Cây này tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình trắng nõn đi ép kính được luôn nha. Đó, máy móc và màn hình Super AMOLED luôn nha. Cây này là S6 á, chứ không phải thường đâu ha. Nhưng mà nó là RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn, có sạc không dây luôn. Đó, cây này em bán có 600 bán sát cũng vậy thôi để bán cho bà con ai xài được xài. Đó dễ gì chưa đủ tiền cái màn hình này luôn nè cái màn hình này mắc dữ lắm này, em bán có 600k chưa đủ tiền màn hình mã số là 324 nha 324 có 600k nha nha đó trở hữu được cái 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 này màn hình Super OLED luôn đó chỉ cần uh, gắn mạng vô wifi này kia vô coi YouTube thôi đã luôn ha máy móc ok luôn ha đó cây này em bán giá bèo luôn có 600 ha mã số là 324 nha rồi cái 325 này. Cái, này, cái Redmi 5 Plus nha, nó bị lót miếng ha. Đó, bị lót miếng thôi. Nhưng mà cây này mạnh lắm, chơi được game Liên Quân, WiFi bị up luôn nha, mạnh lắm chơi game cực khổ thoải mái luôn nha. RAM 4 nha, 64GB rồi 8 chấm. Thường thường cây này nếu mà không bị lót á, cây này em bán tới 900 á. Giờ em bán có 700 thôi, xài được hai sim 4G, găng tay một chạm có hồng ngoại luôn nha. Đó, em bán có 700 ở số là 325 nha. 325 luôn để em cho coi nè ha máy móc ok cũng còn đẹp kia ha nó máy móc đẹp luôn nha đó máy móc đẹp luôn ha nó bị cái lót nhẹ thôi ha không ảnh hưởng gì máy nha xài bình thường vô, vô tư nha cảm ứng ok luôn mã số là 325 nha 700 k nha rồi 329 nè cái Galaxy A02s Galaxy A02s nha đó ram 3 bộ nhớ 32 android 12 chấm luôn cái ram 3 nha đó ba camera luôn ha À, cây này bự lắm nó nặng kịch Sạc đôi tay xi pin thì trâu lắm nó nặng lắm nha đó, màn hình này. máy móc ok full hết ha em bán có 800 mà nhân 800k cây này ha mã số là 329 nha đó máy móc ok full luôn dân trước gọi là dọc nước luôn nha dọc nước ở đây nó mẻ tí nị không ảnh hưởng gì mấy nha đó, máy móc ok full hết toàn bộ luôn đó ứng dụng này kêu màn hình riêng luôn nó chạy không thấy đường tải sẵn ứng dụng luôn ha em đã sẵn ứng dụng rồi nè máy móc ok luôn ha nó nặng lắm nha nó sạc đuôi tay si 2 sim 4g luôn đó 800k mã số là 329 nha rồi cây 339 nè Galaxy A31 nha 4 camera luôn gam 6 bộ nhớ 128 Android 12 chấm luôn cây này nặng kịch pin thì trâu lắm cây này sạc đuôi tay đó, nó cũng giống giống như mấy cái kia nhưng mà nó là tên khác ha đó, cây này em bán giá 1 triệu 9 nha mà số là 339 nha đó 339 luôn, máy móc ok full hết toàn bộ luôn. Đó, giọt nước luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đây RAM 6 nè, bộ nhớ 128 ha, máy móc ok full hết luôn luôn ha. Cây này chỉ chưa kiểm tra cộng mấy. À, cây này có cộng luôn nha. Có cộng 6 luôn nha, em chưa ghi luôn. À, 6 cộng 6 ha. Đó, à, cây này em bán giá 1.9 triệu 9 nha, mã số là 339 nha sạc đôi tai xài được hai sim 4 g đúng không máy móc full hết rồi cái 283 nè cây này cái ốp bồ neo chính nha nó bị đốm màn hình ha nó không nước không bể không gì hết bị đốm à cây ram 2 bộ nhớ 16 android 5 chấm xài được hai sim 4 g ha đó, em bán có 300 k nha màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn nó 300 k mã số là 283 nha đem cho coi ha màn hình ha nó đốm trên này một tí nị màu đen ha đó màn hình thì cảm ứng xài bình thường full chức năng không lỗi gì hết nha đó, máy móc ok full chức năng luôn màn hình riêng man luôn đó, có đớm miếng đó hơn bữa nó hết luôn á máy móc ok full chức năng ha đó, pin thì tốt lắm bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn đó ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha đó, có phải đi về đi này kia rồi ha đủ ha rồi có 300 trăm k nha mã số là 283 nha rồi mã số là 285 cái Vivo 1606 nha đó, nó bị đớm ha RAM 2 bộ nhớ 16 ảnh Android nó 6 chấm luôn nha đó, cây này xài cũng được hai sim 4G luôn nha đó, xài hai sim luôn mà cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 6 chấm luôn ha em tải sẵn ứng dụng nè nó bị đớm ở trên đây nè tí nỉ ha à, nhìn bình thường không biết luôn không thấy nha đó, nó đớm đây miếng nè ha đó, xài có 300k ha bỏ hai sim nghe gọi cũng lợi nữa có 300k chơi được em tải sẵn ứng dụng luôn, game bổng ok luôn ha, đó. đó. Em tải sẵn ứng dụng luôn chơi được hết wifi này kia đầy đủ ha. Có 300k mã số là 285 nha. Rồi mã số là 289 nha. Cây Asus Z00 Z010D nha. Cây này bị đốm màn hình miếng ha, bị đốm màn hình ở giữa vậy nè. Đó, không ảnh hưởng gì máy xài bình thường, full chức năng. Đó, RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn thường cái này mà không muốn đớm vậy em bán tới 4.5 4.5 500 ha pin thì nặng lắm trâu như con bò xài được 2 sim 4g luôn ha android 6 chấm luôn em bán có 3.5 3.5 mã số là 289 nha 3.5 bỏ 2 sim nghe gọi alo alo cũng lời nữa ha gọi này gọi chi nhập wifi vô gọi qua gọi lợi luôn ha máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng luôn pin thì trâu như con bò luôn đó em bán có 3.5 mã số là 289 nha nặng kịch ha <laughs> Rồi cây 296 nè, Galaxy S5 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn màn hình Super OLED có đôi nhập tim có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này em ba Android 6 chấm luôn em bán cũng có 450 màn hình Super OLED luôn á, có 450. Mã số là 296 nha. Nó có hồng ngoại luôn, màn hình của S5 đẹp lắm nha. Đó, đẹp kênh màn hình Super OLED nha, đẹp. nó tại sẵn ứng dụng pin thì rời luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Giỏ thì cũ 5 tháng bán rẻ nha, có 450 đòi hỏi quá cũng không tốt ha rồi mã số là 296 nha rồi 297 nè cây này cây ZTEC ghi ZTEC B51 à, cây này cũng uh, sim nằm ở trên đây ha gỡ nắp này ra sim nằm ở đây mà 2 hai sim một phải nhớ nha ram 2 bộ nhớ 16 anh rồi nó 7 chấm pin thì trâu như con bò ha em bán có bốn rưỡi luôn bốn rưỡi nha mã số là 297 nha Cây này có màn hình cũng riêng men riêng hết tổng bộ máy móc ok full chức năng pin thì tốt ha Đó pin thì tốt lắm tải sẵn ứng dụng luôn Tất cả máy em đều tải sẵn ứng dụng nha test ok hết tổng bộ tải sẵn ứng dụng cho con luôn Rồi có bốn trăm rưỡi mở số là 297 nha 300 300 là iPhone 6G nha Nó bị nứt một tiếng ở dưới góc nè Đó. iPhone 6G ha Đó, Cây này nghe gọi tốt lắm 16GB ha em bán có sáu trăm rưỡi sáu trăm rưỡi hồi đó cầm 15 củ đi mua nữa bây giờ có sáu trăm rưỡi rồi nha đó, máy móc ok luôn ha nó pin mới luôn nha cây này em mới thay pin mới luôn đó, đó tải sẵn ứng dụng ai muốn tải thì về vô vô gắn tài khoản rồi tải nha ai muốn tải thì nhập wifi gắn tài khoản rồi tải ha cây này mất găng tay rồi nha còn nút hôm bình thường xài bình thường ha rồi cái này em bán có 650 rồi nha Mã số là 300 nha 300 650 nha. Rồi 301 ha Cây này cây Sony G3312 ha Nó Cây này RAM, RAM 2 bộ nhân 16 Android nó 7 chấm Pin thì trâu lắm Nó xài một thể nhớ và cái lưỡi này xài được hai sim ha nó, Cái nắp này lâu quá nó rớt rồi ha Nó xài được hai sim cây này thì pin đau lắm nó sạc một đôi taxi luôn màn hình full chức năng riêng nguyên cây không nước không bể không gì hết luôn nha Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha em tải sẵn ứng dụng luôn nè ứng dụng em tải sẵn luôn ha cây này pin cũng tốt lắm rồi cây này em bán có bốn trăm rưỡi nha bốn trăm rưỡi nha mã số là ba trăm không nha bốn trăm ba một nha ba trăm một bốn trăm rưỡi sạc đuôi taxi xài được hai sim bốn g ha Rồi K302 nha, Apple F1S nha, RAM 3, bộ nhớ 32 Android 5 chấm ha. Đó cây này em full chức năng luôn, riêng nguyên cây xài được 2 sim 4G luôn. Nó cũng bự hơn pin thì trâu lắm. Em bán có có 500k ha, 500k luôn. RAM 3 bộ nhớ 32 và bán có 500k. Mã số là 302 nha. Đó, máy móc là em tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn ha. À, găng tay trên nút home luôn nha. Cây okay, này em bán sổ luôn ha, có 500k, mã số là 302 nhân 500k ha Xài được 2 SIM 4G luôn Bên này, em bán thì có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cặp Viettel 50k, 100 vậy đó Cộng 100 em sẽ bao ship nha Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạp Viettel cọc cho em ha Ủa cây okay, này bị nứt, quên ha Rồi cây bị nứt, như bán có 500 ha, bị nứt miếng nha À, cây này bị nứt nha chỗ này ha bán 500k nha mã số là 302 ha rồi 303 nha cây này cây Galaxy S6 ha gam 3 bộ nhớ 32 Android 5 ha cây này có sạc không dây có đôi nhập tim có hồng ngoại nha đó xài được à, máy móc ok full chức năng màn hình thì super AMOLED luôn ha đó màn hình không nứt không bể không gì hết máy móc ok full chức năng luôn đó máy móc ok luôn ha màn okay hình super AMOLED luôn găng tay chính đúng hôm luôn Cây này em bán có 600 mặt lưng sao bị nứt nha. Đó, 600k ha, RAM 3 cũng nhớ 32 luôn. Em bán có 600 nha. mà nha. Mã số là 303 nha, 303 ha. Rồi 304 nè, cây này cây Movitas S2 nha. Movitas S2 RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này mạnh dữ gần lắm, ha. Vỏ thì xấu qua 5 tháng thôi được cái găng tay một chạm nè, màn hình full chức năng, màn hình riêng ha, pin thì tốt lắm. RAM 3 nữa, mạnh lắm nha. RAM 3 nó mạnh lắm, RAM 3 cũng nhớ 32 luôn, cực kỳ đã luôn ha. Rồi xài được hai sim 4G luôn, em bán có 600k, mã số là 304 nha, 304. Rồi cái 305 ha. Cái này cái Galaxy S7 nha. Nó bị ám thôi, không nứt, không bể, không gì hết. Đó, ở bên sau rồi em cạo cho nó thấy cục pin, thấy cái sạc không dây cho nó đẹp ha. Cái miếng này miếng sạc không dây nè, cục pin nè ha. Đó, cạo cho đẹp ha. À, ai thích thì chơi ha Ram 4 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm nha à, em bán có 700 mà chưa đủ tiền của màn hình nữa. À, full chức năng nha cây này có sạc không dây nè màn hình thì super OLED có đo nhập tim luôn ha à, cây này máy móc ok luôn ha à, tải sẵn ứng dụng luôn tải sẵn con cá luôn em vô cài đặt cho coi màn hình ha hơi ám nhẹ nha không ảnh hưởng gì máy nha rồi cái này em bán sổ luôn ha Có 700k Mã số là 307 nha 305 nha 305 ha 306 luôn Cây này Galaxy Z7 Plus nha Cây này thì riêng nguyên cây Màn hình riêng Men riêng riêng hết luôn Hơi ám nhẹ RAM 4 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm Xài được 2 sim ha Cây này thì camera kép ha Đó, Cây này thì găng tay trên nút hôm ha Được cái màn hình riêng luôn hơi ám nhẹ ha nó không ảnh hưởng gì mấy nha hơi ám nhẹ thôi đường cái màn hình riêng men ha à, pin thì tốt ha máy móc ok xài được hai sim luôn <laughs> G7 Plus ha rồi cây này em bán 800 nha 800k mã số là 306 nha 306 800k RAM 432 nha không có cây 307 nè Galaxy A6 nha nó RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 10 chấm cây này là riêng nguyên cây luôn màn hình riêng luôn nha màn hình riêng men riêng hết luôn máy móc nguyên cây riêng luôn xài được hai sim 4 g luôn găng tay một chạm nằm đây ha nó cây này em bán tám trăm gửi luôn tám trăm gửi chưa đủ tiền cái màn hình mã Mà số là 307 nha 307 cây này màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn ha full chức năng luôn nha Đó, tải sẵn ứng dụng luôn máy móc ok luôn ha cầm lắm pin tốt lắm hai sim luôn nha 850 mã số là 307 nha. Rồi cái 309 nha Cái này là Galaxy S8 Plus nha, S8 Plus hồi đó cầm mười mấy khủ hai, hai chục đi mua nó mấy có gì gì. cái dễ gì. Cây này có găng tay một chạm, có đo nhịp tim, có sạc không dây, sạc đôi tai si. Cây này xài được hai sim, RAM 4, 64 nha, Android nó 9 chấm. Cây này màn hình thì Super AMOLED. Màn hình Super AMOLED nha full chức năng màn hình cong em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha màn hình trắng nõn ha ok luôn ha rồi cây này mắc lắm giờ em bán rẻ bèo chưa đủ tiền màn hình 2 triệu ba cây này em bán có 2 triệu ba chưa đủ tiền màn hình nó xài được hai sim nha Đó, máy móc ok luôn màn hình cong super OLED luôn pin thì tốt lắm đó, cây này em bán 2 triệu 3 nha, mã số là 309 nha.